Xin mời. Dạ, xin giới thiệu cha chồng con dâu. Mời. Dạ, con chào chú. Dạ, chào chú. Dạ, chào em. Chị. Bây giờ thì chúng ta có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết ạ. Chào Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Trước hết cũng xin là cảm ơn chương trình là vì đã cho tôi có cái cơ hội là lần đầu tiên có cái có một cái cặp là cha chồng nàng dâu ở đây. Dạ. Cái thứ hai nữa là tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là tên là Trần Đắc Thọ, năm nay 58 tuổi, là cha chồng của con dâu tôi đây là Nhung. Dạ. Chào em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc và quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Tuyết Nhung, năm nay em 27 tuổi và em đã làm dâu của ba Thọ là được 3 năm rưỡi ạ. Mình có em bé chưa chị? Chị có một bé rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi rồi em. 2 tuổi rồi, bé trai bé gái em? Dạ bé trai ạ. Bé trai. Vậy thì cái lần đầu tiên mà cha chồng gặp con dâu tương lai mình á, cha chồng thấy nó làm sao? Thì cái chuyện này nó cũng tôi cũng đã từng nói với anh chị xưa tôi rồi, cũng là vì cái ấn tượng nó rất là sâu sắc trong khi mà lần đầu tiên mà gặp cháu đây. Hôm đó là ngày 30 Tết. Nói chung là nhà tôi thì có một cái phong tục á, là ngày 30 Tết thì bạn bè của các con ấy là hay tụ tập. Từ khi bà cụ tôi là tôi lúc còn trẻ đó thì già đã có cái phong tục đó rồi, thì các bạn tới chơi rất là đông. Ở trong đó thì con trai tôi có nói là đón cái cô đó đó, trong số rất là nhiều bạn đó, các cô đó đó là bạn gái của nó. Thì xong rồi cả nhà thì cũng quan sát. Thì sau khi mà cô dâu của tương lai của tôi đi về thì tôi có nói với bà cụ nhà tôi mới là cả gia đình tôi này, con dâu mình rồi đó. Ủa sao mình khẳng định điều đó? Bởi vì tôi có một cái cảm giác ấy là người ta nói là vợ chồng là gương mặt phu thê. Cho nên là riêng con dâu tương lai của tôi thì rất giống bà cụ tôi lúc còn trẻ. Có nghĩa là nếu như mà hai cái hình mà để vào là không có phân biệt được. Cứ như là à. Cho nên là rất là giống bà cụ nhà tôi, rất là giống. Giống như là bà nội đó. Giống bà nội đó. Nội đó. Hình như là coi như là trời đất nó sắp đặt sẵn rồi đó. Có cái gì nó gắn liền với nhau từ xa xôi rồi. Gặp cái là biết là con dâu liền. Hay ha. Còn với chị thì chị ấn tượng gì khi gặp ba chồng? Thật ra là khi mà hai vợ chồng mình quen nhau á, thì ông xã cũng có nói là mình biết là gia đình chồng là người Bắc, thì mình nghĩ là mình về làm dâu người Bắc thì sẽ không biết là sẽ như thế nào. Lần đầu về gặp ba thì mình không có dám nhìn thẳng mặt đâu, tại vì rất là sợ. Thì sau cái lần mà đi chơi đó về rồi thì cũng hồi hộp lo lắng, cũng hay hỏi chồng lắm. Ví dụ về không biết là nhà anh có nói em sao không, em qua đó thì em không biết là em có làm cái gì để mọi người không thích em không. Ở nhà là hai cha con mình có hợp nhau không chị? Khi mà được về làm dâu của ba á, thì trước tiên là mình rất là ấn tượng về ba. Thứ nhất là tuy là ba lớn tuổi nhưng mà ba rất là thích tham gia những cái hoạt động, ví dụ như là đá banh nè, hoặc là những hoạt động thể thao gì đó là ba là luôn đi đầu hết. Và ba thì rất là tâm lý á, luôn tạo một cái sự thoải mái nhất cho con dâu. Nói chung là ba không bao giờ mà kêu thẳng mặt con dâu ra và nói con như thế này như thế kia. Có chuyện gì thì ba cũng là người chia sẻ với chồng mình, thì chồng mình sẽ nói lại với mình. Nhưng mà khi nào mà chồng em mà có gì với em thì cha chồng em binh em hay là binh chồng em? Cái này mới là ba binh ai? Hai đứa nó mới quen nhau thôi, chưa có cưới. Thì con dâu tôi nó học, nó trọ học ở Sài Gòn mà quê thì ở ngoài Nha Trang. Thì có một ngày ấy thì con trai tôi nó mới nói là, tôi cũng hỏi thăm, tôi nói bữa sao bữa nay Nhung đâu, thì mới nói bữa nay là Nhung bệnh. Mới lại bệnh thì sao con lại để nó ở nhà trọ một mình để ai chăm sóc. Thì con trai tôi nó mới nói là Nhung cũng, ba mẹ Nhung cũng khó lắm, thành ra là cái chuyện mình bây giờ mà đón đưa về nhà thì khó. Thì tôi mới nói là thôi được rồi, để ba đi đón cho. Thôi để tôi mới tới chứ nhà trọ thì tôi mới động viên, tôi mới khuyên, tôi nói thôi được rồi, tạm thời thì con cứ mấy ngày con bệnh đấy thì con cứ về đi, rồi để riêng cho con một cái phòng ở đó, thì khi nào hết bệnh thì lại về lại nhà trọ. Thì nói thiệt hôm nay nếu như mà chị Xu tôi mà có coi cái chương trình này ấy, thì tôi cũng xin lỗi, tôi cũng nói với con dâu tôi ấy là mình không nói ra thì ai biết. Là từ đó giờ chưa biết. Chưa biết
Mình đừng có nói thì ba mẹ con làm sao biết. Nhưng mà cuối cùng Nhung có về trong những ngày bệnh đó không? Về. Đây là một cái tình cảm có thể nói là rất là thiêng liêng. Mà Linh nghĩ rằng á, chỉ có một vài trường hợp vậy thôi, chứ cũng không có nhiều lắm đâu. Khi mà về làm dâu rồi thì điểm gì mình chưa hợp với lại ba chồng hả chị? Do tính mình là sống khép kín quá, mà mình là nhỏ nhất trong nhà cho nên là không có biết phải chia sẻ với ai. Thậm chí mà không có dám lên ngồi ở trên phòng khách mà xem tivi. Điều gì em đang suy nghĩ mà em cảm động như vậy? Cô nói đi đâu. Thật ra là em cũng may mắn khi mình được làm dâu của ba, thì em không ước cầu ba nữa. Câu chuyện nó thế này. Khi mà chúng tôi ra ngoài đó thì làm đám hỏi ấy, thì anh Xui rất là khỏe mạnh, khỏe khoắn. Tất cả mọi câu chuyện rất là đẹp. Từ cái hôm đám hỏi đó cho tới là khoảng dự kiến là sau đó 6 tháng thì mình sẽ tổ chức đám cưới. Thì mới xong được khoảng 1 tháng thôi thì anh Xui mới, chị Xui mới đưa anh Xui vào trong này là đi khám bệnh. Thì mới phát hiện là anh Xui bị bệnh nan y. Thế thì cũng nghĩ rằng thôi cố gắng á, là anh Xui chắc cũng cầm cự được cho tới lúc mà qua. Thì người ta hẹn là 1 tháng sau quay lại. Thì 1 tháng sau anh Xui quay lại khám á, thì là cái suy sụp của sức khỏe là nó rõ rệt. Thì sau lần thứ 3 thì anh ba của Nhung á, khi mà trở ra thì nói là thôi sẽ không quay vào tái khám nữa. Thì Nhung lúc đó nó có đi về thăm ba. Thì ở nhà tôi mới nói với cháu thế này, tôi nói là ba là cũng có con gái. Cái ngày vui của con gái á, là một cái ngày rất là quan trọng đối với lại ông bố vợ. Thì tôi mới nói Nhung, tôi nói là bây giờ ba đặt vấn đề này ra thì rất là kỳ. Ba không thể mở lời ra như vậy được, nhưng mà con nói trước đi. Nếu con ra con nói là xin cưới sớm, mình cưới sớm đi. Để ba con còn có cơ hội. Thì nếu ba mẹ ở bên đó mà đồng ý thì lúc đó ba sẽ đặt vấn đề. Về nó có nói không? Có. Dạ có. Ba em cũng thắc mắc tại sao là phải cưới sớm như vậy. Tại vì ba em không chấp nhận là ba em bị bệnh, mà giống như là mọi người đang giấu ba em á. Nhưng mà cuối cùng là thấy mọi người nói nhiều quá thì ba cũng đồng ý. Thì cái lần đó em nhớ cái khoảnh khắc mà nhà chồng em ra rước dâu, thì em chia tay với ba em. Ba em không chịu cho em đi. Ba nói là cứ để nhà chồng đi trước đi, rồi con từ từ đi. Mặc dù là ba bệnh, nhưng mà ba muốn là trong ngày đó là mọi người đều vui. Nói chung là mở nhạc to như thế nào ba cũng chấp nhận hết. Ba nói con cứ vui đi, không sao hết. Khi mà ra rước dâu á, thì ngày hôm đó là anh Xui lúc đó là chỉ có nằm thôi, nằm thở oxy á. Nhưng mà riêng tới cái lúc mà đám cưới các cháu thì anh Xui vẫn đứng lên, cố gắng gượng đứng lên đi để lễ ra tiên, rồi cũng để chụp hình với các cháu. Sau khi mà đã rước dâu về thì ba khoảng hơn 2 tuần sau, khoảng 3 tuần thì anh Xui mất. Thì là chúng lại cả gia đình lại phải đi ra đấy, lại trở ra Nha Trang đấy. Mà lần này mình vừa mới đi ra để là làm một cái việc rất là vui, rước con dâu mình về, xong rồi lần thứ hai, lần sau kế đó chứ là một lần sau, rất là buồn. Mình lại rất là buồn, mình đi ra để dự cái đám tang, đến dự cái tang của anh Xui. Thì trước vong linh của anh Xui thì tôi cũng có khấn. Tôi nói anh cứ yên tâm, tôi sẽ coi cháu nó không phải là chỉ là con dâu mà nó là con gái thôi. Và anh nghĩ rằng với cái lời hứa với ba em á, thì đến nay là ba chồng em đã hoàn thành xuất sắc. Và em đã trở thành con ruột của ba Thọ rồi, đúng không? Thôi bây giờ mình bỏ qua hết những cái chuyện ấy đi ha. Qua đây mình nói chuyện vui lên đi. Dạ. Vui lên đi em gái. Cái ngày hôm nay thì cha chồng có muốn nói điều gì với con dâu của mình hay không? Khi mà tôi đi ra Nha Trang á, dạ, qua bên nhà của Nhung lúc đó các cháu chưa cưới á, thì được anh chị Xui lúc đó là đãi một cái món rất Nha Trang, rất là ngon. Nó rất đơn giản nhưng mà rất là ngon, bởi vì là đây nó gọi là đặc sản Nha Trang, mà đó là tôi nghĩ là chắc ngon có lẽ là do tấm lòng của anh chị Xui. Rồi cái món là măng khô luộc mà lại cuốn bánh tráng. Thế thì tôi có nói anh chị Xui là nếu mà cái món này ăn rất là ngon, thế nào khi mà nó về làm dâu tôi á
là thế nào là cùng được ăn đúng không? Thế nào nó cũng phải cho tôi ăn là thường xuyên cái món này, đặc biệt là dịp Tết. Dạ. Nhưng đó giờ nó chưa bao giờ làm đúng không? Chưa bao giờ làm. Chết rồi đây chị. Tại vì là như này, em á là nói chung là được bảo bọc từ nhỏ là không có phải làm việc bếp núc hay gì hết. Đặc biệt nữa là khi mà về nhà chồng rồi thì nhà chồng là còn có bà nội, và mọi việc trong nhà là một tay bà quán xuyến hết. Nói chung là tất cả cái gian bếp của bà là phải để bà làm hết. Đó, cho nên là mỗi khi mà em muốn làm, muốn thể hiện hay cái gì đó thì chưa có cơ hội hoặc là cái dịp. Thậm chí là mới Tết gần đây thì em cũng muốn là làm một cái nồi măng để cho ba. Em vẫn nhớ cái ý đó của ba. Nhưng mà Tết vừa rồi cũng bận quá cho nên em cũng chưa có làm được. Mấy mùa Tết đã qua rồi nhỉ. Thực ra đối với Bình Linh thế này này, là các cháu á thì ở ngoài đó còn có chị Xui thôi, mà con dâu tôi lại là chị Hai. Thế do đó thì Tết ấy, là tôi không có riêng đối với hai vợ chồng của con trai là hai vợ chồng Nhung ấy, là tôi không yêu cầu là phải ở lại với Tết với tôi. Cái đó là các con thu xếp thấy sao được thì cứ ấy. Thì phần lớn ấy là những cái Tết trước ấy, là phần lớn là hai cháu nó về Nha Trang ăn Tết, bởi vì ở ngoài nó còn có chị Xui. Đúng rồi. Cái đó là tôi cũng không lấy cái gì cái đó làm buồn gì cả, coi như ưu tiên cho đúng rồi, con gái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái một cái việc nữa mà tôi cũng cảm thấy nó vẫn còn buồn ở trong lòng á, có nghĩa là nhà mình ấy thì toàn người đi làm, nghĩa là hai đứa con đó là nhà tôi là con dâu con rể đều ở chung hết, thì ai cũng nhiều việc quá, thì cái giờ giấc đi về người nào thường là không đi về cùng một lúc, cho nên cái bữa cơm ấy mà cùng cả nhà cùng ngồi ăn với nhau là hiếm lắm. Thế cho nên là mình cũng chỉ mong ấy làm sao nó sau này mà làm sao thu xếp được một cái cuộc sống á mà cứ đúng cái giờ giấc cả nhà tụ tập để ăn uống với nhau thì là cái đó là mong mỏi nhất. Yeah. Nhưng mà cái đó là chắc cũng còn lâu. Còn Nhung mong muốn điều gì ở cha chồng của mình? Tại vì em thấy ba cũng hút thuốc khá là nhiều, em cũng rất là lo cho sức khỏe của ba em, mong ba là hạn chế hút thuốc lại bớt và giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn và làm bớt việc lại đó, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn á ba. Cảm ơn con. Thực ra là ở trong nhà tôi là có hai thằng cháu ngoại, một thằng cháu nội, là con của Dung với hai thằng cháu ngoại. Thì chúng là chính là thực ra là nhờ có tụi nó mà mình cũng đỡ hút thuốc nhiều lắm rồi. Tại vì cứ mỗi lần mà hút thuốc mình lại nhớ là mình còn trẻ con ở trong nhà, nó cũng văng ra ngoài đường là cũng đỡ nhiều lắm rồi. Nhưng mà thực ra vẫn là nó thành thói quen mất rồi. Cho nên là cái đó thì cũng sẽ cố gắng thôi. Hôm nay một cái câu chuyện cũng khá thú vị giữa cha chồng và nàng dâu. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc sẽ ở mãi mãi bên gia đình của bà Thọ và em Nhung nha. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn Thọ và Nhung đã tham gia chương trình gửi tặng một kỷ niệm. Chúc gia đình chúng ta hạnh phúc và thành công. Con có phần quà tặng cho chú, đây là Natroenzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, em xin tặng cho chị là Natrogen, công nghệ sinh học giảm men gan trong 6 tuần. Cảm ơn chú và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn. Trời ơi, cha chồng dễ thương quá. Thật sự là cha chồng quá là tâm lý luôn. Nếu trong gia đình mà có cha chồng như vậy thì có thể nói không bao giờ có sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, cha chồng nàng dâu gì hết ha. Con nghĩ đây cũng là một cái tấm gương sáng cho chú. Sắp tới chú sẽ làm ba cha vợ hả? Chú là sao không được, dễ lắm. Ừ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu thứ hai.